Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Chỉ mặt các con giáp gặp sao Thái Bạch trong năm 2020, Canh Tý. Như chúng ta đã biết, Thái Bạch là một sao chiếu mạng trong hệ thống cửu diệu liên tinh, là một hung tinh thuộc hành kim, được xếp trong nhóm sao xấu và là sao xấu nhất trong nhóm sao xấu. Bởi Thái Bạch là sao chủ về những điều xấu, khi bị sao này chiếu mệnh thì gia chủ sẽ có một năm đầy xui xẻo, những điều không may mắn sẽ ồ ạt kéo đến. Vậy trong năm 2020, Canh Tý, các con giáp nào sẽ gặp phải sao Thái Bạch chiếu mạng? Con giáp nào sẽ bị hao tốn tiền của, gặp nhiều trở ngại nhất trong năm 2020 Canh Tý này? Chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu nhé. Người ta truyền miệng nhau rằng sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Thái Bạch thuộc hành kim, là một hung tinh gây ra hao tốn tiền bạc rất lớn. Hàng năm cứ bước sang năm mới, nhiều người lại xem năm hạn bằng hệ thống cửu diệu niên hạn. Và khi gặp sao Thái Bạch thì ai ai cũng có tâm lý lo lắng, hoang mang đến tột độ. Cách xác định sao này thì dựa vào tuổi âm lịch và giới tính. Tuổi âm lịch là tuổi tính bằng bào thai, hay dân gian gọi là tuổi mụ. Đối với các tuổi khi gặp Thái Bạch với nam mạng, đó là các tuổi 4, 13 tuổi, 22 tuổi, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94 tuổi. Đối với nữ mạng thì gặp các sao Thái Bạch khi 8 tuổi, 17 tuổi, 26 tuổi, 35 tuổi, 44 tuổi, 53 tuổi, 62 tuổi, 71, 80, 89 và 98 tuổi. Để biết những vận hạn của người bị sao Thái Bạch chiếu mệnh, chúng ta hãy tìm hiểu sao Thái Bạch là gì. Thái Bạch là một sao hung tợn, xấu hơn rất nhiều so với sao La Hầu. Bởi Thái Bạch thuộc hành kim nên những người mệnh kim, mệnh mộc hay mệnh hỏa đều là những mệnh đại kỵ với sao này. Đã có rất nhiều người công việc gặp trắc trở, công danh lụi tàn, sức khỏe suy giảm, tình cảm cũng rạn nứt vì sao này chiếu mạng. Vì vậy, mọi người đều rất sợ sao Thái Bạch, xem như gặp sao Thái Bạch là một năm đen đủi đủ đường với những người này. Ở những tuổi này, người ta thường tránh làm ăn kinh doanh, cưới hỏi hoặc xây nhà, bởi có thể gặp đại họa, thậm chí gặp hạn rất nặng. Theo nhận định của các chuyên gia phong thủy, thì sao Thái Bạch là một trong những vị sao xấu nhất trong số 9 sao chiếu mệnh con người. Người có sao Thái Bạch chiếu mệnh sẽ gặp những vận hạn không tốt, có hạn rất nặng và hao tốn tiền của. Bạn nên cẩn trọng với mọi việc làm của mình từ giờ cho đến hết năm. Đặc biệt người bị sao Thái Bạch chiếu mệnh trong năm nay thì những tháng 5, tháng 6 và tháng 8 âm lịch bạn phải thực sự cẩn trọng. Bởi vì trong tháng này, người có tuổi bị sao Thái Bạch chiếu mạng thì đau ốm, mất tiền của. Thêm vào đó, sao này còn chủ về thị phi khẩu thiệt, kinh cãi, thừa kiện, đặc biệt là dễ mắc phải những bệnh nặng khó chữa. Người xưa có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà thì đã cho thấy được mức độ xấu xa của bộ sao này. Khi bị sao này chiếu mạng, bạn cần phải giữ gìn trong công việc kinh doanh, công việc làm ăn, vì gặp rất nhiều kẻ tiểu nhân quấy phá, làm hao tán tiền của, thậm chí bạn có thể trắng tay nếu không hóa giải, và bạn cần phải kỵ màu trắng quanh năm. Với những người ăn ở xấu xa thì sẽ bị mất âm đức, và khi gặp sao Thái Bạch sẽ còn bị họa lớn hơn, bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim tinh hay còn gọi là Thái Bạch được gọi là chiều dương tinh, như một ánh trăng bị che mờ thì mưu sự rất khó thành. Hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Thái Bạch được ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay bị ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không thể phát huy hết được năng lực của bản thân mình. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh khó lại gần được. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh. Gặp việc gì cũng cần lên lưu tâm, chú ý, cẩn trọng, nhất là với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh ra cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thực sự khiêm tốn, nhún nhường thì sẽ có lợi hơn cho bản thân mình.
Thái Bạch hạn ấy nặng thay, nam nữ máu huyết kỵ giày gươm đao. Kim Tinh Bạch Hổ vì sao cứ mặc áo trắng chiếu vào phương Tây, cưới gả tạo lập ra đường, tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền. Bi ai tang khó hao tiền, không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào. Có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm, cũng nên tích đức thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau được mình. Theo như ý thơ trong bài thơ trên, thì những người gặp hạn có sao Thái Bạch thì hạn thường rất nặng đối với cả nam và nữ. Nhiều người gặp hạn tai nạn huyết quang, bị thương tích máu me, và theo đó Thái Bạch mang đến những điểm xấu như gặp phải tang chế, mất mát, bệnh nặng, bệnh mãn tính khó khỏi, thậm chí có thể vướng vào vòng tù tội lao lý hoặc phải ra tòa thụ án. Bài thơ này ngụ ý rằng những người bị sao Thái Bạch chiếu mệnh nên tích đức, thiện tâm, có hiếu với cha mẹ, biết làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, biết kính trên nhường dưới để giảm bớt những tai ương có thể xảy đến trong năm này. Như vậy, khi bước sang năm 2020 Canh Tý, các tuổi dưới đây sẽ gặp phải sao Thái Bạch chiếu mạng, nguy cơ mất mát tiền bạc, hao tốn sức khỏe, bệnh tật kéo tới sẽ là các con giáp ở dưới đây. Đối với nam mạng, các tuổi Mậu Tý sinh năm 2008, tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Còn đối với nữ mạng thì các tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, Bính Dần sinh năm 1986, tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 và tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Các tuổi kể trên năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Tuy nhiên không chỉ có Thái Bạch mà những người này còn gặp hạn được tính theo năm. Đó là với tuổi nam mạng Mậu Tý 2008, Kỷ Mão 1999, tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, họ sẽ còn gặp thêm hạn Thiên Tinh. Với tuổi Nhâm Tý 1972, tuổi Quý Mão 1963, tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 đều gặp hạn Toán Tận. Còn với nữ mạng thì các tuổi Giáp Thân, Ất Hợi, Bính Dần, Đinh Tị, Mậu Thân, Kỷ Hợi, Canh Dần đều gặp hạn Thiên La đồng hành với sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm này. Nói về hạn Thiên Tinh, Thiên Tinh là một sao xấu ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và dễ mắc kiện cáo, rắc rối với pháp luật. Trong tất cả 8 hạn mà con người mắc phải trong chu kỳ vận hạn theo tuổi thì hạn Thiên Tinh sẽ là một trong những hạn nặng nhất đối với phái nữ. Những người mắc phải hạn này thì dễ sẽ mắc phải những cú sốc lớn về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Người gặp hạn Thiên Tinh nên đề phòng ngộ độc, sức khỏe suy giảm, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống. Người xưa có câu Thiên Tinh mắc phải dạ tai ngục hình. Theo đó thì năm gặp hạn này, đương số sẽ gặp hạn rắc rối liên quan tới pháp luật, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố, xét xử và chịu án. Ngoài kiện cáo hình pháp, còn một dạng tai nạn khác rất dễ gặp trong năm này do hạn Thiên Tinh gây ra, đó là tai nạn về ban đêm. Chữ dạ ở đây có nghĩa là đêm tối, chủ về những tai nạn liên quan tới trộm cướp, té ngã khi trời tối. Hạn Thiên Tinh chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng, đau bụng, dạ dày, nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm. Phụ nữ có thai có thể gặp những bệnh liên quan tới thai sản, sức khỏe của thai sản sẽ không được tốt. Như vậy, hạn Thiên Tinh gần giống với bộ sao Cự Môn, Hóa Kỵ, Điếu Khách trong tử vi. Cự Môn, Hóa Kỵ, Điếu Khách là dễ bị té ngã, dễ bị tai nạn giao thông. Ngoài ra, Hóa Kỵ là sao chủ về các loại hóa chất độc hại, nên nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm rất là cao khi gặp hạn Thiên Tinh. Còn đối với hạn Toán Tận hay còn gọi là Tán Tận hay Toán Tận thì rất kỵ đối với nam giới. Những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng, khó đề phòng ứng phó, nên những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng. Những thầy tử vi phong thủy ngày xưa đã có câu Tán Tận hạn đến thình lình. Câu nói này cho chúng ta biết rằng hạn này rất khó nắm bắt,
Vì vậy phải luôn đề phòng, cẩn thận trước mọi sự ở trước mắt cũng như trong mọi kế hoạch của mình. Ngoài ra, Toán Tận còn chủ về tiền bạc, hao tài tốn của. Khi đi đường nếu mang theo nhiều tiền có thể bị trộm cắp. Về hạn Thiên La, Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp năm có hạn Thiên La thì sức khỏe và tâm lý của đường số sẽ không được ổn định. Những người gặp hạn Thiên La thì đề phòng cảnh vợ chồng cãi vã, ghen tuông vô cớ khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng chia ly xa cách. Vì thế cả hai cần nhẫn nhịn thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc và bền lâu. Thiên La được hiểu là lưới trời. Xét về sao Thiên La trong bộ môn tử vi đầu số thì sao Thiên La luôn được an cố định tại cung Thìn cùng với sao Địa Võng ở cung Tuất. Sao này chỉ hệ thống về luân lý, cương thường, đạo đức, luật pháp, nội quy, quy tắc. Đây là những thứ ràng buộc con người, khiến cho họ phải tuân thủ, chấp hành theo. Với sao Thiên La này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua thì mọi sự rắc rối sẽ đến ngay lập tức. Nhẹ thì bị mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán, đả kích. Nặng thì bị thưa kiện, thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định nhà nước. Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh do sao Thiên La gây ra sẽ chủ yếu về góc độ tinh thần, trí lão, tâm lý. Đương số có thể gặp những chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được an tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy những ác mộng. Đối với những trường hợp như hạn Thiên La kể trên thì nhiều trường hợp do áp lực công việc, thể chất và cả tinh thần bị suy nhược, thận kém, tinh thần không còn minh mẫn. Các bạn đã được lắng nghe video chỉ mặt các con giáp phạm sao Thái Bạch trong năm 2020 Canh Tý của kênh Tử Vi. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để ủng hộ kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.